Ngày bán 200 ly chè hạt rẻ nóng trong mùa đông lạnh Bạn có tin được không? Đã rất nhiều chị học viên của Giang khởi nghiệp thành công Nhờ những món chè Giang tặng Hôm nay Giang hướng dẫn chị em mình làm chè hạt rẻ nóng kinh doanh này nhau. Năm nay hạt rẻ tươi quá là rẻ luôn đang mua 1 kg chỉ có 29k, cho các bạn mua hạt rẻ giá bao nhiêu? Mua về rửa sạch mang đi hấp chín trước khi nấu chè, khi tách vỏ các bạn gọt cả phần lụa để khi ăn không bị nhẫn nắng. Chị em biết cách nào tách vỏ hạt rẻ nhanh không? Chỉ cho Giang với nha, trừ tấm chiếu mới với hạt rẻ nên tách hơi lâu một chút xíu. Chè là món mà Giang yêu thích nhất, Giang luôn ưu tiên dùng đường thốt nốt vừa tốt cho sức khỏe vừa thơm. Kèm với đó là một vài hạt muối để dàn lại độ ngọt, giúp chè ngon và đượm vị hơn. Bình thường mọi người hay dùng vani để lấy mùi thơm, nhưng Giang chỉ tin dùng lá nếp, vừa thơm vừa đảm bảo cho sức khỏe. Kỹ thuật khó nhất khi nấu các món chè các bạn có biết đó là gì không? Đó là vào bột làm sao cho chè vừa có độ sánh vừa không bị vữa. Ngoài ra thì bột năng cũng rất là quan trọng, rằng hay sử dụng bột năng tài ký. Khi vào bột các bạn hạ lửa nhỏ, cho từ từ bột năng và liên tục khuấy một chiều tới khi trong rồi nhẹ trở lại là đạt thêm hạt rẻ vài lát gừng và dừa non vào đảo đều bước cuối cùng là múc ra bát thêm nước cốt dừa và thưởng thức thôi hạt rẻ ăn không đã rất là thơm và bùi giang còn kết hợp thêm cùng với dừa non nước cốt dừa béo ngậy nữa đúng là 10 điểm không có nhưng các bạn thử ngay nhỏ giang hy vọng món chè này sẽ giúp các chị em thêm món ngon cho gia đình mình ngoài ra mọi người có thể bán thêm kiếm thêm tiền bỉm tiền sữa món này thì bán online vào những ngày lạnh và thêm chút gừng ăn rất là mê nhá chúc cả nhà thành công học nấu ăn cùng cao giang công thức chuẩn ram nấu là ngon